Bandhane Sadukang Katuang Pamadena Nityakalang Samarakitam. Sau khi đó thì tâm của giới nơi tâm hội phải có bao nhiêu hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phạt tê, dạ chúng con xin vâng. Silena sugatin yanti, silena hukatam badai, silena liputin yanti tasmai, silang wiso. Các chúng sanh thì sanh về giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dị giới, bất nhập niết bàn cũng nhờ dị giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng tu trì được trong sạch đừng để lầm. Sa thủ sa thủ lành thai. Uttamang ghe na quan đề hàng bà đa bằng sâm và uttamang bút thể vô kali tô đồ sô bút thô khama tu tăng ma mang. Con đem mất lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vi chân Đức Phật là đặng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hàng thăm mạnh cha đu vi thằng quá rằng thăm mê vô kha li tô đô sô thăm mô kha ma tu tăng ma mạng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sang khẩn cha quý đốt ta mang sang khề vô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma mang. Con đem mất lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ con xin nhân mít cho Ngài Trí Đức để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Sát minh mê bụt thơ sê thô thà rì bụt tô chá đắc thí nê hoa mặn tê mộc gà la nô phù la tô phí đắc can tê dân bần chí mê mâm mạ a nan đô khí nà sá hoa chá tôn tí sa sá mân tà lô kà bà la chí in đà đê hoa sá phrâm mạ ca ê tê sang a nú phá vê nà sâm bê phá gia u bánh đá hoa nê ca an thá ra gia phí vi nà sân tu a sê sa tô sô an thá lan thô su kì tô bê rô nà hô bún thá sa sa nê a rô vô su kì tô hô y sa hạ sa bê nhà tí phí sa an thá la thá Sukhita Varunaha Bhuttasa Sane Aroga Sukhita Hohi Saha Sabbe Nyati Pite Arthalatha Sukhita Varunaha Bhuttasa Sane Aroga Sukhita Hohi Sabbe Hị Nyati Pi. Cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ sa thủ lành thai. A ca sát tha chứ phun mắt tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anô mô đàn tu chi rằng rắc khăn tu sa sa năng. A ca sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anô mô đàn tu chi rằng rắc khăn tu nô giá lù. A ca sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anô mô đàn tu chi rằng rắc khăn tu nhà ta vô. A ca sát tha cha phum mát tha
đề hoa na ga mất thi ca bùn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng đặc khăn tu bà ni nô a ca sát tha cha phương mát tha đề hoa na ga mất thi ca bùn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng đặc khăn tu nô sa đà chữ thiên ngự trên hư không đầu thượng ngự rõ thâm mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con quy tụ đạo màu tu hành tinh tận ngõ hầu vô sanh văn kinh chí cú sa la cấm mang ca tắc bang kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta san nhi nô áp đi dê cha sát ta a san nhi nô ca tăng quân nhà phá lăng mây hăng sập bê phá ghi phá quan tu tê dê tăng ca tăng su quý đi tăng đinh năng buồn nhà phá lăng ma già dê cha tát tha na cha ni đê hoa ganh tô a ni quê đá dùm sập bê lô cầm hi dê sạch ta chi quan ta ra hệ tu ca ma nhuôn nhân phô cha năng sập bề la phàn tu ma ma chê ta xa tí phước căn con đà tạo thành do thân khỏi tu hành giáo nên đều là phước bảo vững bền có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng cũng trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phật con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lạnh thâu ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mặt ngay có người làm phước được lại lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh thì lạnh chung hưởng được phước quý ổn dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xỉnh thâu phước báo cũng dường quá thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng ý đặng quá tá mê bốn nhân a sa quát ca già quá ăn hồ túc xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền bí giới cho đạo tràng chúng con. Dạ con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì bí giới ạ. Dạ bây giờ con xin dâng mic cho Ngài để Ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Nhã, Nam mô Tham Mai Nhã, Nam mô Sân Khai Nhã. Anh chưa tiên kính lễ chư tôn, thiền đức tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu chư thực. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 227. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo Tathāgatasavanda mi Buddho mahesi yarang tathagato lokottamo sabbagaru hicetthako lokassasattha chana dhammako viro vanda mahantang narappu chaniyakkan. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thần vô chủ, kỹ năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đến lễ Phật ân,
đáng cho thiên chúng nhân dân cung dường. Tham mô bất đi bồ giác ta sa sa thu nô lô ca nô mần thát sa vi nà ta rô phổ sa bà nhu bút thóc bà ti phù ti sanh nhá tô quần đà má hành tăng ná ra phù chân này giác tận Pháp bảo với những anh vạn như là soi sáng, vạc màng, vô minh, phá tan, lầm lạc chúng sinh, đầy dân Phật tổ, phân minh rõ ràng. Con xin đại lễ Pháp Quang, đáng cho công chúng, nhân gian cúng dường. Sang khô vi su thô su gà tát sa sa vô khô sít khá su kà mù vô rá thầm vô sít khá khô nình đà vô sang sa đi a na đá rô vô rô văn đà má hành tăng đá ra phù. Chân này giác tận, tăng bảo tên vô Phật Đà, tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa liệt thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng hì, đáng cho công chúng nhớ đi cung dường. Ra-ta-na-ta-ya-te-che-na-sa-kha-me-e-tu-wa-tha-na-ta-sa-vi-a-nu-pa-we-na-sa-ha-sa-ye-na-sa-cha-tu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật vi danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nha. Phần tăng dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 227. Câu đầu tiên: Pora na me tang atula. À, câu đầu tiên chúng ta thấy có hai từ ha. Pora na me tang là một, atula là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Câu Phật ngôn 227. Chữ Pora na me tang ha. Ở đây chúng ta thấy có hai từ đi chung với nhau. Chữ Pora-năng và chữ E-tăng nó đi liền. Và chúng ta đọc Pora-na-me-tăng, tức là chữ M có dấu chấm nó mất đi và dính liền chữ E-tăng thành Pora-na-me-tăng thay vì Pora-năng. Vậy thì chữ Pora-na đây là một danh tính từ trung tính ha. À, chữ Pora-na này nó chia theo đối cách đối kỳ giao vị phát tí e có quá trình á. Cho nên chữ Pora-na nó biến thành Pora-năng. Pora-năng là những cái thành ngữ có từ ngàn xưa, hay là cái chuyện năm 1900 hồi đó xa xưa lắm rồi, hay là ngày xưa người ta gọi là Pora-na, chuyện đã qua, chuyện quá khứ thì đó là Pora-na. Rồi e tăng là này đây, do cái từ e ta ha. Pora-na-me-tăng là chuyện này là xưa rất, chuyện này là cố xưa. Pora-na-me-tăng và từ thứ hai Atula. Atula đây là một danh từ nam tính ha. Đây là một danh từ nam tính, nhưng mà nó được chia theo cách số 8 Alapanavipati. Và cách chia này cũng là cách chia số ít, nói cái lên cái tên của cái người đó là Atula. Cho nên Atula có nghĩa là này Atula,
này Atula, tức là kêu ngay cái tên người đó. Danh từ riêng, đúng rồi, người tên là Atula. Cũng có một cái cảnh cõi gọi là cảnh Atula này ha, cảnh cõi gọi là cảnh khổ. Ở trong dưới khổ cảnh có một cái cảnh gọi là Atula, gọi là bốn cảnh khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Đó, Atula cũng là những người có thần thông, những cái vị có thần thông mà chúng ta hay gọi là địa tiên, tức là những vị chư thiên ở gần với chúng ta mà họ có cái tâm hơi sân hận hay quậy phá hay vô vô người để mà coi như trả thù mà với cái sự sân hận đó, thì cái cảnh đó gọi là cảnh Atula thiên. Hoặc là Atula thì chúng ta thấy rằng trong cái cõi trời dục giới này, cái cõi mà Maharaja là tứ đại thiên vương, họ sống trong cái cảnh tứ đại thiên vương này gần với cảnh trời đau lợi, rồi Atula này hay đánh với vua trời để thích, hay đánh với vua trời để thích, nhưng mà họ là những chư thiên mà lễ hành không được trang nghiêm, bê bát nhậu nhẹt ha, cho nên bị Đức Vua Trời Đế Thích và chư thiên của trời đau lợi đánh và đục xuống ở dưới dư biển. Cho nên cái cõi Atula thiên này cũng ở trên chúng ta trong cái cõi trời giới này ha. Cái câu số 2, câu đầu tiên tức là Pura Nam Mê Tăng Atula. Này Atula, chuyện này là cổ xưa ha. Này Atula, chuyện này là xa xưa. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2 ha. Nê Tăng Achata Na Miwa. Nê Tăng Achata Na Miwa. Nê Tăng Achata Na Miwa. Nói vậy cũng khó đọc ha. Câu số 2 có hai từ, Nê Tăng là 1, Achata Na Miwa là 2. Vậy thì chữ Nê Tăng có nghĩa là gì? Nê Tăng là do hai từ chữ Na cộng với E Tăng. Na cộng với E Tăng. Mà chữ Na có nghĩa là không, E Tăng là này, có nghĩa là không, không có cái này, không phải cái này là không, mà chỉ Nê Tăng tức là không là cái này ha. Rồi chỉ Na cộng với Ê Tăng, cái này không phải, hoặc là chữ này không, không phải, không phải cái gì. Achata ma na miwa, achata na miwa, achata na miwa. Thì ở đây cái chữ này vô cái từ achatana, achatana, achatana. Từ Achatana nó là một tính từ trung tính ha, nhưng mà Achatana nó được chia theo đối cách, cho nên Achatanang, Achatanang rồi cộng với Iwa. Achatanang có nghĩa là ngày nay ha. Cái kia này là đức tỳ gia vị pháp tí ai có quá trình á ha. Achatana nó biến thành Achatanang, Achatanang, và cái chữ này có nghĩa là ngày nay, ngày nay.
Thêm cái anh chàng y qua ở phía sau nữa. Y qua này có nghĩa là tự như, ví như. Tự như, ví như. Như vậy thì ý nghĩa sao đây? Nê tăng ách có gì vậy? Nê tăng ách cha tạng na mi quá. Nê tăng ách cha tạng na mi quá. Ví như chuyện này không chỉ là ngày nay, hoặc là tự như cái chuyện này không phải là hôm nay. Câu số 2, ví như chỗ này không chỉ là ngày hôm nay, mà ý muốn nói đó là một quy luật từ ngàn xưa, chứ không phải bây giờ mới có ha. Rồi qua câu số 3. Câu số 3, Ninh đành tí tùn hi ma si năng. Ninh đành tí tùn hi ma si năng ha. Nên đành tí tùn hi ma si năng. Câu số 3, nên đành tí tùn hi ma si năng. Chữ nên đành tí, đây là một động từ số nhiều. Động từ nên đành tí, nên đành tí, đó là số ít, nhưng mà số nhiều nó là nên đành tí. Động từ này cho chúng ta ý nghĩa là chê trách. Chê trách. Ninh đành tí. Chê trách. Rồi tôn hi ma si năng. Tôn hi ma si năng. Chữ tôn hi ma si năng ở đây á, giờ cộng lại, tức là chữ tôn hình cộng với a si năng. Tôn hình đó là một trạng từ, có nghĩa là im lặng, im lặng. Tôn hình là im lặng ha. Rồi a si năng, a si năng đây là một dạng quá khứ phân từ nam tính, nhưng mà nó được chia theo đối cách số ít ha. A si na biến thành a si năng. A si năng là người đã ngồi, tức là trong cái trạng thái mà người ta ngồi im lặng á, ngồi im lặng mà tun hình, tun hi ma si năng, tức là ngồi im lặng. Tôn hiếm a si năng, tôn hiếm là im lặng, a si năng người đã ngồi, tức là ngồi im lặng luôn. Vậy thì câu số 3 này ý nghĩa sao? Ninh đành tí tôn hi, tôn hiếm a si năng. Ninh đành tí tôn hiếm a si năng. Chê bai người ngồi im lặng. Chê bai người ngồi im lặng. Cái động từ nên đành tí, chê trách người ngồi im lặng. Rồi ngồi mà cũng bị chê đó. Như sang đây. Rồi câu tiếp tục. Câu số 4 ha. Nên đành tí bá hụ phà ni năng. Nên đành tí bá hụ phà ni năng. Nên đành tí bá hụ phà ni năng. Câu số 4. Nên đành tí, tức là cũng chê trách, chê bai, chi dễ. Cái động từ này giống câu số 3 ha. Rồi bá hụ phà ni năng. Bá hụ phà ni năng. Chữ
chữ ba hú pha ni năng ở đây cho hai từ cộng lại ha. Ba hú là một tính từ, ý nghĩa là nhiều, ít thì e ca ấp ba, nhưng mà nhiều thì ba hú, ba hú là nhiều, đa số. Rồi pha ni năng, pha ni năng do cái từ pha ni, pha ni là một danh tính từ à, nhưng mà à, chữ pha ni này ám chỉ cho vấn đề sở hữu à, à, cho nên chữ pha ni ghi theo cái gì, được ghi theo đối cách số ít. Pha ni biến thành pha ni năng, đức tỳ giao pha tia cao quá trình hạ bảo hữu pha ni năng. Chữ pha ni có nghĩa là nói ha, nhưng mà ba hũ là số nhiều, cho nên gọi là người nói nhiều, nói nhiều à, như vậy thì nên đành tí ba hũ pha ni năng, nên đành tí ba hũ pha ni năng, chê trách nói nhiều, tức là chê trách người nói nhiều. À, im lặng cũng bị sực ha, rồi nói nhiều cũng bị chê ha, sao đây sống cho vừa người ta không biết nữa, cái này cũng khổ đấy à. Người ta thì coi như hai con mắt à, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, mà miệng chỉ có một cái thôi, im lặng cũng bị chê chết, nói nhiều cũng bị chửi, tụng kinh thì tụng nhỏ nhỏ, mà chửi lộn thì chửi to, khổ thiệt. Rồi còn câu số 5 ha. Câu số 5 Mi tập hà niệm bị nền đần tí, Mi tập hà niệm bị nền đần tí, Mi tập hà niệm bị nền đần tí. Câu số 5 cho hai từ Mi tập hà niệm bị là một, nền đần tí là hai. Cái chữ ni ta pha niềm bị ở đây cho ba từ à, ba từ đi chung với nhau ha, tức là ni ta là một ha, rồi pha niềm là hai ha, api là ba ha, ni ta đây là một cái dạng quá khứ phân từ, tức là cái từ mita này có nghĩa là đo đạc hoặc là quân bình à, tức là tính toán kỹ lưỡng suy xét à, nghĩa là trong cái vấn đề mà coi như à, làm sao có một sự xáo trộn gì đó bây giờ hay làm quân bình lại, hay là cái sự tri túc làm cho nó vừa phải à, đừng có quá lố mà cũng đừng có thô thiển à, thì ở đây từ mita này tức là đã được quân bình, đã được đo đạc à, phi à, mita rồi mà cái gì quân bình. Pha niêm, pha niêm tức là do từ pha ni à, do từ pha ni tức là nói, mình nói phải cân nhắc nè, phải đắn đo nè à, à, phải kiểm tra lại cái lời nói nè ha, bởi vì khi chưa nói mình làm chủ à, nhưng mà khi nói ra mình làm đề tớ của nó vậy là bị ăn đòn liền ha, còn nói đúng thì người ta khen nhưng mà ít à, người ta hay thấy cái lỗi thôi à, những cái gì đúng thì người ta chấp nhận, nhưng mà chấp nhận trong cái tư thế miễn cưỡng, chỉ trừ ra những cái sự thật à, mà sự thật về chân đế thì cái đó mới là được xác chứng, còn trong cái sự thật mà tục đế thì người ta khen họ cũng hạ tiện lắm à. Rồi thì ở đây chữ pha ni này, pha niêm tức là do từ pha ni ha,
Nhưng mà nó cũng chia theo đối cách ha, đối tỷ giao vi pháp tí ê câu quá trình á, cho nên chữ pha ni biến thành pha niêm. Rồi chữ pha niêm, pha niêm này phía sau có chữ api. Api có nghĩa là dù ngay cả, dù ngay cả thì và cái mitapha niệm bị cái câu này cho chúng ta ý nghĩa rằng ngay cả hoặc là dù dù nói vừa phải dù người nói vừa phải, tức là nói ít ít khiêm tốn ha, dù người nói vừa phải rồi sao nữa, nên đành tỷ, tức là cũng bị chê luôn, nên đành tỷ cái động từ này thấy ở trên có nghĩa là hai ba từ luôn, dưới này nên đành tỷ cũng là chê chắc. Rồi như vậy thì câu này, câu số 5 ha, mitapha niệm bị nên đành tỷ, mitapha niệm bị nên đành tỷ, mitapha niệm đành tỷ. Câu này cho chúng ta ý nghĩa dù người nói vừa phải cũng bị chê, dù nói ngay cả người nói vừa phải cũng bị chê, tức là trên đó ngồi im cũng bị chê trách, nói nhiều cũng bị khi dễ, mà và bây giờ nói vừa phải cũng không vừa lòng người ta luôn. Sống ở đời thấy khó quá bà con ơi, mở miệng ra người ta là thấy móc họng luôn hả. Thôi còn có cuối cùng, Nathiloke anindito, Nathiloke anindito, Nathiloke anindito. Câu số 6 là câu chấm dứt ha. Sự chấm dứt như thế nào để có được một cái kết luận đây? Nathi do chữ na cộng chữ athi là biến thành Nathi. Chữ na là không, athi là có, Nathi là không có. Rồi không có cái gì. Lô kê do cái từ lô cá, lô tê kê do cái từ lô cá ha. Và chữ lô cá này được chia theo cách số 7 sát tầm y vui phát tích e cao qua chả nạ. Cho nên chữ lô cá biến thành lô kê. Lô kê là trong thế gian, trong thế gian hoặc là trên thế gian, trong trên định sơ cấp. Rồi nó lý lẽ là sĩ kê quan, nghĩa là mới không kẹt ra ha, cứ bình tĩnh nghe, bởi vì câu này là câu chấm dứt rồi, cho nên an ninh đi tù. Đây là một dạng quá khứ phân từ nam tính ha. Tiếp là ngữ á, có nghĩa là không. Nên đi tô do cái động từ nên đạt tí ha, nên đạt tí. Ở đây nên đi tô cũng cái căn ngữ nó là nên, có nghĩa là chê bai, chê trách khi dễ. Thì bây giờ chê bai chê trách khi dễ mà an ninh đi tù có nghĩa là không chê bai, không chê trách, không khi dễ. Câu kết này mới có cái sự thật, tức là nó làm sáng tỏ cho những câu trên ha. An ninh đi tù là người không bị chê bai. Vậy thì câu
cuối cùng này, nắp thi lô kề an ninh đi tổ, nắp thi lô kề an ninh đi tổ. Ở trên đời không có người không bị chê bài. Ở trên đời không có người không bị chê bài. Như vậy câu chuyện sau này chúng ta có thể kết luận nhân vô thập toàn ha, nhân vô thập toàn. Như vậy thì ý nghĩa tự vấn đã trình bày xong và gom lại để chúng ta có được một cái bố cục rõ ràng ha. Này Atula, chuyện này là cổ xưa, chuyện này không chỉ là ngày nay. Người ta chê bai người ngồi im lặng, người ta chê bai người nói nhiều, và người ta cũng chê bai người nói vừa phải. Ở trên đời không có người không bị chê bai. Ai lặp lại ha. Này Atula, chuyện này là cổ xưa, chuyện này không chỉ là ngày nay. Người ta chê bai người ngồi im lặng, người ta chê bai người nói nhiều, và người ta cũng chê bai người nói vừa phải. Ở trên đời không có người không bị chê bai. Rồi, Ngài Hòa Thượng Giai Đức với thể thơ lục bát có ý nghĩa thế này. Nên biết này Atula, đời này cũng vậy, đời qua khác gì. Ngồi im là bị chúng nghi, nói nhiều liền bị chúng khi lắm lời. Nói vừa cũng bị chế cười, nói ít vẫn bị miệng người thế gian. Nên biết này Atula, đời này cũng vậy, đời qua khác cách gì. Ngồi im là bị chúng nghi, nói nhiều liền bị chúng khi lắm lời. Quá tại nhiên nhiều chứ đọc cái chừng này xíu nhiều quá. Trên kia tới 6 câu mà ở đây chỉ có 4 câu, ngắn gọn quá vậy. Hình như còn nữa. Xích như qua. Nên biết này Atula, đời này cũng vậy, đời qua khác gì. Ngồi im là bị chúng nghi, nói nhiều bị chúng khinh khi lắm lời. Nói vừa cũng bị chế cười, nói ít vẫn bị miệng người thế gian. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ha. Hòa Thượng Minh Châu, Atula, nên biết xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói người nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Atula, nên biết xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Quý vị thấy làm người thấy cũng khó quá ha, làm người chắc là khó. Bây giờ coi như chúng ta đã xong ý nghĩa tự vấn. Có ai thắc mắc tại sao cái chữ này nó ý nghĩa thế này thế kia không? Alo, có chỗ nào mà quý vị thấy rằng trình bày không được rõ ràng thì quý vị có ý kiến? Kim Ru à? Thôi, bây giờ đi vào bài học. Chúng ta tìm hiểu trường âm và đoạn âm để giọng đọc của chúng ta được. Câu đầu tiên, sao nó không chịu lên nè.
cô ra nam mê tăng át tu la cô ra nam mê tăng át tu la cô ra nam mê tăng át tu la câu đầu tiên quý vị thấy trong này có tất cả bao nhiêu âm tự Shikmita là người đầu tiên cho biết 8 âm từ rồi tới Shikim, Shikyung, Nguyễn 2 như vậy chữ Bô là 1, ha, Ra là 2, ha, chữ Ná là 3, ha, chữ Mê là 4, chữ Tăng là 5, chữ A là 6, Tú là 7 và Lá là 8. Chính xác, làm coi cộng mà sai nữa không biết tính sao này ha. Làm một ngày mệt mỏi hay đi cài mà tối về mà đếm tiền mà đếm sai rồi làm thế sao nữa cho nên quý vị cố gắng ha, làm tôn trọng cho nó đúng đi làm mệt mỏi nhưng mà tối về đếm vậy thế vui lắm thôi tập làm tôn trọng ha. Rồi có 8 âm từ, trong 8 âm từ này quý vị thấy có được bao nhiêu trường âm, có bao nhiêu trường âm trong câu này? Sư mê ta hồi nào cũng là xung phong đi trước ha. Vậy mà người ta nói cái gì mà lão lai tài tận lớn tuổi nhưng mà thấy nhìn qua chữ đỏ này chắc là thấy rõ ha. Cho nên thấy chính xác có 4 trường âm, chữ Bô là 1, chữ Ra là 2, chữ Mê là 3 và chữ Tăng là 4. Chính xác trong 4 trường âm này nó nằm ở trong bao nhiêu loại trường âm, nằm trong bao nhiêu loại trường âm. Mấy con cẩu này vậy quá. Xin lỗi quý vị. Trong hai loại trường âm ha. Trong hai loại trường âm đó bây giờ chúng ta đi vô chi tiết. Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường quá xích mấy ta hồi nào cũng đứng đầu hết trơn vậy nè. Cái gì mà tới 23 dữ vậy? Một là 2, 2 là 3 chứ làm một lần 23 luôn. Chứ dùng nguyện này ăn gian quá trời đi. Thấy 1 là 2 rồi 3 này ha. Rồi câu 3 ha. Chữ Bô là 1, chữ Ra là 2 và chữ Mê là 3. Chính xác. Có 3 trường âm thông thường, bao nhiêu trường âm nhẫn? Alo, bao nhiêu trường âm nhẫn? Ô, hay quá, Sĩ Dung Nguyễn nói 1, Sĩ Mê Ta nói không. Thôi bây giờ cái 1 đó nó nằm ở chỗ nào đây? Câu số 1, Sĩ Dung Nguyễn. Thấy số 1 là thấy chất quốc rồi đó. Rồi lên phân tích đi, để cho thấy số 1 này là số 1 nào. Khổ đế. Dạ, con. Con kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ, con kính chào Đạo Trang ạ. Dạ không, con nhầm qua là trường âm đọc tư giọng nguyên âm mà con bấm nhầm qua số 1. Dạ, do đó không bị Ngài kêu lên. Dạ, con xin phân tích câu số 1 ạ. Gora na me tăng atula Gora me na me tăng atula Bora na me tăng atula. Dạ, cái câu này thì Bô là trường âm thông thường, Ra là trường âm thông thường, Ná là đoạn âm, Mê là trường âm thông thường, Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Á đoạn âm, Tú đoạn âm, Lá đoạn âm. Dạ, trong câu này có hai loại trường âm, trường âm thông thường là Bô, Ra và Mê. Trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là Ăn.
và còn lại là đón ông. Do con nghe dòng sau con bóng dòng ạ. Dạ con đã phân tích xong, con có sai thì con xin ngài chỉ sửa lại giúp cho con ạ. Con kính dâng mít lại đến cho ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Alo, 123123, Sư Dung Nguyễn. Có nhầm như vậy á, lên phân tích lại, mình khẳng định lại, tức là khi phân tích này tự tin hơn, mình biết rằng ở chỗ đó mình nhầm, bây giờ mình sửa sai. Phân tích như vậy có gì đâu. Tức là khi quý vị một mình á, nhìn vô trong những cái văn bản Pali, quý vị cứ mày mò những cái gì quý vị đã học rồi, thì nhìn vô đó, biết nó là trường âm thông thường, biết nó là trường âm nhấn, biết nó là trường âm độc thơ giọng nguyên âm. Mà hễ là trường âm thì chúng ta kéo dài ra, đọc dài ra, và những đoạn âm thì chúng ta đọc nhanh, ngắn. Và được như vậy thì chúng ta tự tin nhiều hơn ha. Ở đây hơi đông người cho nên quý vị hơi run ha. Nhưng mà khi tự tin rồi, một mình á, thì khi đó mình mới thấy rằng xong rồi, hôm nay mình giỏi quá ha. Chỗ này khó vậy mà mình coi như mình đọc được như vậy là cảm thấy hoan hỷ ha. Với lại khi mà quý vị tham dự những cuộc lễ đối với chư tăng, đối với Phật tử nước ngoài, mà quý vị đọc kinh Tam Bảo được ha, hồi hướng được ha, sám hối được ha, rồi quý vị thấy người ta đọc mình cũng đọc được, thì đó là một cái sự vinh hạnh ha, một sự hãnh diện. Mà cảm thấy rằng sao mà hôm nay mình giỏi quá, hòa nhập được với người khác. Chẳng qua Pali đối với Nam truyền của chúng ta chỉ là một thôi, chứ không phải như các cái hệ phái khác, ở chỗ này khác, chỗ kia khác. Mà những cái gì Đức Phật để lại chúng ta trì hành đều giống nhau. Rồi trở lại vấn đề Pura Namme Tăng Atula, Sư Dung Nguyễn đã sửa sai. Và câu đầu tiên này quý vị có gì thắc mắc không? Sám hối làm rối đồ hình không sao, để có vậy rồi mới thấy sự trật tự là quan trọng. Còn thế nào làm rối đồ hình đó là mình nhầm thôi. Rồi bây giờ qua cái gì đó xí kim, rồi đưa tay thuộc lát nữa hả? Rồi con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Tại bữa nay con hái trái cây, con cho người ta chạy vô, người ta bỏ quên điện thoại, người ta kêu con kêu điện thoại để coi cái điện thoại nó ở đâu, rồi chạy ra chạy vô con phiền hết sức vậy đó. Sư hồi nãy sư có nói cái cô sư cắt nghĩa cái câu số 1 á, Pura Namme Tăng Atula đó, con chạy ra chạy vô con nghe không được. Con xin hỏi lại cái Pura Namme Tăng, sư nói hình như là tú đi giá vì phá tí e khá qua cha ná, nhưng mà nếu con thấy đó là sư ngắt ra hai chữ Pura Năng và e tăng như vậy thì chữ Pura Năng cũng như Pura Namme Tăng nó kiểu đều là tú tí giá vì phá tí e khá qua cha ná, đúng không sư? Con hỏi lại thôi. Còn cái câu số 2 giờ chưa tới con hỏi nó, con có bị sư la không? Là cái chữ Akchata Na Mi Quá đó, thì con thấy cái chữ hai cái chữ Akchata Na Mi Quá nó chia làm hai chữ. Akchata Nam hay là Akchata Nam ta. Nếu mà nó có chữ dấu nguyền cho đó, cái dấu nguyền trên chữ Akchata Na Mi Quá thì a rồi m nữa, nhưng mà sư cũng nói là tú tí giá quy phá tí, mặc dù nó có chữ m trên đó mà lúc sư chia ra thì áp chá tá năng
nó không còn, nó không còn dấu nguyền trên chữ A, chữ M nữa phải không sư? Dạ con sư trả máy lại, sư đừng có la con nha sư. Con cảm ơn sư trước ha. Alo, 123, 123. Quý vị thấy trong chùa cái bồ đề đâu có bây giờ có gai đâu, mà cứ gán là bồ đề gai, gặp đâu la đó hả? Đâu phải. Khi nào mà sai thì mới sửa thôi chứ. Bộ sân si dữ lắm hay sao mà cứ la rối ôm trộm. À, trở lại vấn đề. Achata năng cộng với y qua thì bây giờ chỉ achata năng ha, thay vì achata na, achata na. Nhưng mà ở đây khi mình chia qua cái vấn đề mà đối cách đó thì nó không còn giữ nguyên trạng của nó nữa, mà nó phải là achata năng. Rồi chữ năng đó em có dấu chấm khi mà có tiếp vị ngữ sau, tức là ý quá, thì dễ mờ cái dấu chấm biến mất đi, và chúng ta đọc là achata na mi quá. Rồi cách chia thì cũng gần quá rồi, có 8 cách, có 8 cách ha. Vậy thì hôm nay chúng ta thấy trong cái cách học ngày hôm nay có một loại hô cách nữa. Hô cách cũng xuất hiện trong cái bài học này. Tức là cái câu nào mà có hô cách đây? Atula này ha. Đúng rồi, chữ Atula. Này Atula. Ví dụ như Ehipikhu ha, cũng là cái trường hợp vị trí Pikhu đó cũng là hô cách ha. Tức là hãy lại đây, này, tức là có vấn đề ra lệnh ha trong đó ha. Đây là một trường hợp mà chúng ta ít gặp. Thôi, như vậy là câu số 1 ha. Thông qua ha. Sĩ Dung Nguyễn đúng quá rồi còn cái gì nữa. Rồi bây giờ tới câu số 2 ha. Nê tăng ách chất na mi quá. Nê tăng ách chất na mi quá. Nê tăng ách chất na mi quá. Câu số 2. Câu số 2. Quý vị thấy câu số 2 với câu số 1 giống nhau hay khác nhau? Có người nói không giống nhau. Ai nói giống nhau? Câu Sikveta cũng nói khác, chứ không phải là không. Mình chẳng một bên không, một bên khác, tức là không khác cái gì. Bali là Bali, gọi là không khác đó. Rồi còn ai có ý kiến gì nữa? Không có ý kiến hả? Rồi chị Dung Nguyễn cũng nói khác luôn, chứ không phải là không hả? Thôi bây giờ không như thế nào, khác như thế nào? Bây giờ có chị Su Khá và Đúc Khá nè, cái vị này đi hàng hai nè ha. Bây giờ chị Su Khá và Đúc Khá này ha, lên cho bà con biết chỗ nào là không ha, chỗ nào là khác ha, chỗ nào thêm dưới nước nữa ha. Không được. Rồi mời chị Cha Su Khá phân biệt làm sao mà câu số 1, câu số 2 người nói không, người nói khác. Rồi bây giờ Shizuka bàn tay đâu rồi? Con gà cũng mời lấy luôn gà. Alo, chắc câu này khó quá cho nên không dám đưa tay, khổ thiệt. Thôi mà đưa bàn tay lên phân tích câu số 2. Rồi xin mời. Hello.
Alo, alo. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang. Nhỏ xíu ạ. Dạ. Đã rõ chưa ạ? Alo. Dạ, từ ngày cái bàn thoát nó thay mới đâu mà tiếng nó cũng nhỏ một chút. Dạ, vâng, nghe được. Nam mô Bụt Thà Đà, Nam mô Tham Ma Đà, Nam mô Sang Kha Đà. Dạ, con kính hành lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con xin phân tích đoạn số 2 của cô Kinh Pháp Cú 272 227 con câu 2. Trong mắt con nhìn nó mờ mờ. Lê Tăng Chát Ta Nhà Mi Quá Lê Tăng Át Chát Ta Nhà Mỹ quá. Mê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át là trường âm nhấn, chán là đoạn âm, tá là đoạn âm, nha là trường âm thông thường, mỹ là đoạn âm, quá là đoạn âm. Dạ, câu này có đầy đủ ba loại trường âm, chỉ có hai trường âm thông thường là chữ nê và chữ nha, còn một trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ tăng, còn một trường âm nhấn là chữ át, còn đâu là đoạn âm ạ? Dạ, phân tích xong ạ. Dạ, con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Thà Đà. Alo, 123, 123. À, Sĩ Kim tặng hoa thế này, Sĩ Mê Ta cũng tặng hoa thế này, còn gì nữa mà nói nữa. Quý vị đã có căn bản, cho nên thay mặt đặt tên là không có run, vẫn chính xác như thường. Với khi nào mà coi như chó sủa, mà hồi đó mới bắt đầu run ha. Nhưng mà hôm nay chó không sủa và phân tích rất là ổn định. Thì tăng ách ách cha ta mình à mi qua ách cha tăng à mi qua chỗ này hơi hơi dễ bị vấp lắm nha. Nhưng mà đối với sĩ số khá đâu có vấp, khi nào mà sĩ đúc khá thì khi đó mới mới vấp mà ha. Rồi, sao tụ, sao tụ. Câu số 1, câu số 2, sau khi phân tích xong thì giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Cô ra nó mê tăng át tu la nê tăng át chát tăng à mi quá. Cô ra nó mê tăng át tu la nê tăng át chát tăng à mi quá. Cô ra nó mê tăng át tu la nê tăng át chát tăng à mi quá. Hai, khó đọc nha. Rồi bây giờ qua câu số 3. Câu số 3 nên đăng tí ra nữa. Nên đăng tí tuần hi ma si năng. Nên đăng tí tuần hi ma si năng. Nên đăng tí tuần hi ma si năng. Câu số 3. Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Chị Kim nó ba loại, chị Meta, chị Dung Nguyễn, chị Suka cũng ba loại trường âm.
À, vậy thì ba loại trường âm này ha, trong cái câu số 3 này thì nó có tất cả bao nhiêu trường âm? Biết rằng ba loại nhưng có tất cả bao nhiêu trường âm? Hỏi sao rắc rối quá ha. Nhưng mà quý vị thông minh mà, thì kia này, thì Meta, thì Sukha, thì Dung Nguyễn nó sáu luôn kìa. Đó, hỏi sao trả lời chính xác đó luôn. Hay quá, sao trường âm hả? Chị Đinh là 1, chị Đanh là 2 ha, chị Tôn là 3 ha, chị Ma là 4, chị Si là 5 và chị Năng là 6. Wow, tuyệt vời. À, quá tuyệt vời. Vậy thì trường âm thông thường có bao nhiêu bà con ơi? Trường âm thông thường có bao nhiêu đây? À, chị Meta bây giờ là đứng hàng đầu rồi ha. Chị Kim số hàng gì? À, chị Su Khá, chị Trung Nguyễn. Trường âm thông thường tức là có chữ Ma, chữ Si ha. Chữ Ma, chữ Si là hai trường âm thông thường ha. Hai trường âm thông thường, bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? À, nó chỉ là một thôi, chữ Năng ha. Chữ Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và bao nhiêu trường âm nhắn? Bao nhiêu trường âm nhắn? Qua tới ba trường âm nhắn, nhiều chưa? Đó chính là chữ Ninh, chữ Đanh và chữ Tôn ha. Ninh, Đanh và Tôn, đó là ba trường âm nhắn. Alo, xin mời chị Pichina liên ôn lại câu số 3. À, chị Pichina hồi nãy giờ chắc là đi ngủ rồi quá, chứ không thấy tham gia chiến đấu à. Cái gì gì đưa tay lên chứ, đưa tay lên phân tích câu số 3. Hồi nãy người ta phân tích hết rồi, bây giờ chỉ ôn lại coi có đúng không. Nhiều khi người ta họ sót cái gì đó, bây giờ bổ sung lại đi. Câu số 3 rồi, bàn tay đâu mất tiêu rồi. Không buồn ngủ thì đưa tay lên đọc chứ, vô đây làm trọng tài không. Ai đang làm ha? Rồi đang làm thì thôi. Bây giờ coi người nào đây, người nào thấy rảnh rảnh nào, ai quẩn đưa tay giùm chút. Đạo hữu Phúc Hành nè, chắc ở Bình Định quá. Bởi vì Bình Định là số 77, 77 là tỉnh Bình Định. Rồi bây giờ đạo hữu Phúc Hành ơi, có phải Phúc Hành gì không? Đạo hữu có thể lên phân tích lại câu số 3 được không? Người ta làm sẵn rồi, bây giờ chỉ lặp lại thôi. Alo, rành quá ha. Đạo hữu đã từng ở Bình Định mà sao không rành được? Trước giải phóng là ở Bình Định rồi, năm 70 về chùa Huệ Quang, rồi chùa Phước Quang ở đó thì coi như là đâu có bao xa đâu, ở Gò Bồi. Rồi mấy hiệu trưởng ở trường Gò Bồi đó thì về chùa Phước Quang, chùa Huệ Quang ở Quy Nhơn ngủ. Cái gì đưa bàn tay lên, xác minh lại Phúc Hành hay là Phúc ở đây, ở ngoài đó nhiều chữ phù lắm, phù cao, phù mỹ, rồi ở đây chắc là phù chảnh ha, chắc cũng dòng hồ phù. Bây giờ ta như đưa bàn tay lên đi, để biết rằng cái chữ này đọc sao, chữ Phúc Hạnh hay là Phù Chánh hay là cái gì vậy. Đưa bàn tay lên phân tích câu số 3, không phải phù mỏ là được rồi ha. Cũng có lý á. Đưa bàn tay lên phân tích câu số 3. Trời ơi, ở Bình Định là có sư Phật Trang hướng dẫn là coi như tuyệt vời rồi. Đâu mất tiêu rồi. Khổ đế.
mắc cỡ cái gì, ai thấy mặt thấy mày đâu mà mắc cỡ không biết nữa. Cứ đưa tay lên nó đại đi. Điệu quá. Vậy là hay không được rồi. Anh này ở Bình Định chắc là Bình Địa rồi, cho nên không đưa tay. Đây, câu số 3, bà con nhớ rằng câu số 3 là câu có đầy đủ ba loại trường âm ha. Trường âm thông thường là chữ ma, chữ si. Trường âm nhắn là chữ ninh, chữ đanh, chữ tôn. Và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ năng. Rồi, có ai rắc rối không? Không rắc rối thì qua câu số 4. Câu số 4 là câu thế nào đây? 1, 2, 3. Linh đăng tí bá hú phà ní năng. Linh đăng tí bá hú phà ní năng. Linh đăng tí bá hú phà ní năng. Câu số 4. Câu số 4, câu này có bao nhiêu loại trường âm? Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Quý vị nói có 3 loại trường âm ha. Trong 3 loại trường âm này thì thầy có tất cả bao nhiêu trường âm? Trong 3 loại trường âm này thầy có tất cả bao nhiêu trường âm? Trong 3 loại trường âm, quý vị nói là có 4 trường âm trong câu số 4. Wow, bởi vì nói số 4 cho nên chán lên số 4 luôn ha. Chữ linh là 1, 2 chữ đanh là 2, chữ pha là 3 và chữ năng là 4. Có tất cả là 4 trường âm. Mà 4 trường âm nó nằm trong 3 loại trường âm. Vậy thì quý vị thấy rằng trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Chỉ có một mà thôi, đó là chữ pha ha. Chữ pha là trường âm thông thường. Và trường âm nhấn là bao nhiêu? Trường âm nhấn có 2. Đó chính là chữ ninh và chữ đanh ha. Chữ ninh và chữ đanh là 2 trường âm nhấn. Và trường âm đọc theo giọng nguyên âm chính là cái đứa đi theo sau cùng ha. Cái đứa sau cùng á, chữ năng á. Chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Rồi. Chị quá. Sao mà cái hồi nào cũng nghe lý sao người ta. Thôi bây giờ coi như ôn lại câu số 4 này ha. Rồi mời sĩ Trung Nguyễn. Dạ con kính anh lễ ngài chú. Dạ con kính chào các cô chú trong đạo tràng. Dạ con xin phân tích lại cái câu số 4 ạ. Ninh đàn tí bá hút phần ní năng. Ninh đăng tí bá hút hút bằng hút ba tí ní nhân. Cho con vị thầy phải xong. Con đọc lại ạ. Ninh đăng tí bá hút bằng ní nhân đăng. Dạ trong câu này thì nên là trường âm nhấn, đá là đoạn âm. Đăng là dạ con đọc lại nha. Ninh là trường âm nhấn, đăng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, bá là đoạn âm, hút là đoạn âm, dạ phá là trường âm thông thường, đí là đoạn âm và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và trong câu này có 3 loại trường âm. Nhấn có 2, đó là chữ ninh và chữ đăng. Rồi có trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ năng. Và trường âm thông thường là chữ pha. Dạ còn lại là đoạn âm. Dạ con đã phân tích xong ạ. Con không biết con có sai chỗ nào không được, con nghi nghi quá. Dạ con kính dâng mít đến cho ngài, xin ngài sửa cho con ạ. Nam mô Bổn Tha Giá. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
phân tích thì chính xác, nhưng mà cái giọng đọc á thì coi như trường âm và đoạn âm như chỗ này hơi không được tự tin. Tức là ví dụ như khi mà trường âm á thì chúng ta phải kéo dài, khi đọc á phải kéo dài, mà đoạn âm á thì phải đọc nhanh. Chữ bá hú là hai đoạn âm ha, thì không nên kéo dài chữ bá, không nên kéo dài chữ hú. Mà chữ hú hình như hồi nãy đọc là chữ hút luôn chứ không phải là chữ hú nữa. Chữ bá hú nếu mà chúng ta đọc cho nó nhẹ giọng một chút thì có thể là bà hú cũng được ha. Thay vì chữ Việt Nam mình á ba hu ha, nhưng mà Bali thì chúng ta không có dấu thì thêm dấu vào bà hú ha thì cũng đúng thôi. Nên đăng ti bà hú, nên đăng ti bà hú pha niết đăng, chữ tí, chữ ba, chữ hú, ba chữ đó phải đọc nhanh ha. Nghe nó bà hú là si su khá cười rồi ha. Không sao, biết sao đọc à, đọc đúng chữ là được rồi ha. Rồi, sư cô Biển ơi, có ai số 77 của Bình Định nè, Phúc Hạnh hay là Phù Chánh gì đây nè, không biết có phải không biết nữa. Rồi, sư cô Biển lên nè, báo cáo lại chỗ này ha. Chứ bây giờ cái tên người ta, cái nick người ta mà đọc chặt ha, là dễ bị ăn đòn lắm. Thông cảm nha. Rồi, Sa Tú câu số 4, xin cho nguyện vậy là đã thành công ha. Nhưng mà ổn định lại giọng đọc một chút nha. Nên đá tí ba hú phà, nên đá tí ba hú phà, tí ba hú, ba chữ đó phải đọc nhanh. Nên đàn tí ba hú phà ni nằng, nên đàn tí ba hú phà ni nằng. Rồi, rồi bây giờ câu số 5. Câu số 5 là câu số 5. Để đọc một tiêu. Câu số 5, 1, 2, 3, 1. Mi tao phà niềm bí ninh đăng tí. Mi tao phà niềm bí ninh đăng tí. Mi tao phà niềm bí ninh đăng tí. Câu số 5. Rồi, câu số 5. Câu số 5 này mà nếu không mời sư cô Biển thì nói rằng ôi do trong room này thấy mặt khi dễ không thèm mời. Thôi bây giờ mời sư cô Biển đi để chứng tỏ rằng có sự quan tâm ha. Rồi, sư cô Biển ơi, đưa tay lên và cho biết cái 1977 này đọc làm sao cho đúng nè. Mời sư cô Biển. Alo, đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, vô đây mà hành thiền ha. Chỗ này là pháp học chứ không phải là pháp hành ha. Xin mời. Dạ, con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chị Tu Nước Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý cô tu nữ và con kính chào tràng. Dạ, con xin phân tích câu số 5. Mấy tác pha niềm bí ninh đan tí. Mấy tá pha niềm bí niềm tí. Dạ, mấy là đoạn âm, tá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, niềm là trường âm nhắn, bí là đoạn âm, ninh là trường âm nhắn, đan là trường âm nhắn, tí là đoạn âm.
Dạ, câu số 5 chỉ có trường âm thông thường và trường âm nhắn, không có trường âm đọc theo dòng âm. Thì có trường âm thông thường là pha và trường âm nhắn là nim, ninh, đăng. Còn lại là đoạn âm mí, tá, bí và tí. Dạ, con đã phân tích câu số 5 xong. Còn thấy kia là trước là hạnh ngài ơi, còn còn sao nữa thì con không biết, con đọc là phúc hạnh, còn ra sao nữa thì con không biết, thì con thấy ngài hỏi sao thì con nói vậy. Dạ, con đã trả bài xong. Dạ, con xin gõ mic lại cho ngài, thưa ngài. Alo, 123123. Như vậy biết đây là cái nickname Phúc Hạnh ha. Chứ không phải thấy ở ngoài kia có chữ phù 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 biết rồi, anh tưởng là phù chánh hay là phù danh ha. Mà biết rõ là Phúc Hạnh ha. Nhưng mà nam hay nữ để xưng hô, chứ bây giờ cái đọc trống trống như vậy là cũng nhiều khi nghe tưởng là ô khi dễ kêu cái tên mình trống trống. Mình là nam phải gọi là huynh, nữ gọi là sếp chứ ha. À, không biết là nam hay nữ đây, nhưng mà biết rằng sư cô Biển xác minh là Phúc Hạnh ha, 1977, mà số 77 là biết là Bình Định rồi ha. À, trở lại vấn đề câu số 5, sư cô Biển phân tích thế nào mà để cho sư Su Khá, sư Kim, sư Mít Ta tặng bông hoa thế này. À, chắc chắn là phân tích đúng. Câu số 5 là câu không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha, mà chỉ có hai loại trường âm, đó chính là trường âm thông thường chữ pha, rồi trường âm nhắn là chữ niêm, chữ ninh, chữ đanh. Vậy là chính xác rồi ha. Phân tích vậy là có những cành hoa là chính xác rồi. Qua wow, sao mà bây giờ cũng là Phúc Hạnh nữa, hai bên đọc độ nhau không, cái nick này khác này, cái nick này khác này, hay cái chữ Phúc Hạnh này ở dưới là thấy rõ ràng này ha, còn cái nick Phúc Hạnh này 1977 này thấy nó không được rõ. Nhưng mà tuy hai mà một hay sao đây, hay là anh em song sinh giống như Sĩ Hồng Nhật với Sĩ Nhật Quỳnh nhé. Bà con đó sao mà cũng 77 với nhau hết, Bình Định hết nè. Chào cho biết nam hay nữ để cái vấn đề coi như xưng hô cho nó dễ một chút. Tuy nhiên câu số 5 Sĩ Cao Phu Biển đã phân tích rồi và chính xác. Trả lời đi ạ, giấu hoài. Đúng rồi, người đồng hương nhắc nhở kìa. Rồi, Sĩ Cao Biển cho biết đi. Dạ, kính bạch ngài. Dạ, con xin phép cô Phúc Hạnh. Dạ, và kính bạch đạo tràng. Dạ, Phúc Hạnh là cô tu nữ ở chùa con, nhưng mà hiện tại thì cô bệnh. Dạ, cô vừa mổ ung thư xong và cô đang vô thuốc, nên là cô chỉ xin phép vào râm để được học và nghe thôi. Xin ngài hoan hỷ ạ. À, cô đang mới vừa bệnh và vô thuốc xong thì cô sức khỏe cô rất là yếu, nên là cô chỉ xin phép là để mà vào mà học thôi, chứ không có làm gì được. Đã, còn kính bạch với ngài như vậy ạ. À, như vậy là rất là quan hệ ha. Nhiều bị bệnh duyên nhưng mà vẫn cố gắng vô trong room này sinh hoạt
À, đó là một cái điều mà chúng tôi rất là quan hệ. À, chúc cô mau lành bệnh ha, giống như chiếc kim chúc vậy ha. Nhưng mà cái nick vừa xuất hiện á, Phúc Hạnh 77 với lại cái nick mà Phúc Hạnh 1977, tuy hai mà một hay là sao, hay là khác nhau nữa hả? À, đây là một cô tu nữ ha, nhưng mà hai cái nick này là một hay là khác nhau? Alo, sư cô Biển. Ồ, là một ha, hay quá, có thần thông ha, phân thân ha, tuy hai mà một, tuy một mà hai ha. Ồ, như vậy là cô này có thần thông rồi. Một mình cá nhân chúng tôi ngồi vô hai nick là thấy không được rồi, nhưng mà cô này là giỏi hơn rồi, có thần thông. Ai, chúc cô mau lành bệnh ha. Đây, trở lại bài học, chúng ta còn câu cuối cùng. Câu cuối cùng, Nathilo ke anindito, Nathilo ke anindito, Nathilo ke anindito. Câu số 6 là câu kết thúc. À, với câu số 6 này, quý vị thấy trong câu này có bao nhiêu âm từ? Có bao nhiêu âm từ? À, chị Kim nói có 8. À, rồi, có ai thấy 8 không? Rồi, chị Minh Tà cũng có 8. Sisu Khá này cũng 8 luôn. Trời ơi! Nát là 1, thí là 2, lô là 3, kê là 4, á là 5, ninh là 6, đi là 7 và tô. 8 tô luôn ha, tất cả là 8. Rồi, trong 8 âm từ này, quý vị thấy có bao nhiêu trường âm thông thường? Bao nhiêu trường âm thông thường? À, chị Kim, chị Beta nói câu 3. Ai thấy 4 không? Sư Sư Khá, Sư Dung Nguyễn cũng 3. Đó chính là chữ lô, chữ kê và chữ tô. Như vậy là 3 là chính xác. Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Wow, nhiều quá ha. Cho 3 cái hộp dịch luôn. Không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và như vậy trường âm nhấn là có được bao nhiêu? Trường âm nhấn có được bao nhiêu? Chị Kim, chị Meta, chị Su Khá, chị Trung Nguyễn nó có 2. Và hai trường âm nhấn đó chính là chữ Náp là 1, chữ Ninh là 2. Chữ Náp và chữ Ninh là hai trường âm nhấn. Nhưng mà bây giờ chị Ken niệm từ là người vô cuối cùng, cũng là chúng ta sinh hoạt câu cuối cùng. Câu cuối cùng Nathilo ke anindito, câu này sao đây sư niệm từ? Bước vô là phải thử âm thanh liền đấy chứ, chứ không để nó nguội. Rồi qua hết cái chỗ này rồi không phân tích được, nói sao vừa vô cái là coi như là sinh hoạt khác mà không cho lên phân tích hả? Vậy thì cái câu cuối cùng Nathilo ke anindito, câu này trường âm đoạn âm sao? Xin mời xin niệm từ. Dạ. Nam mô Bụt Cha, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Thanh trong đạo tràng, con kính lễ quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sư Như Quang, cảm ơn Sư Mita, cảm ơn Sư Kim. Dạ, câu cuối hôm nay, câu số. Dạ, cảm ơn Sư Như Quang. Nathi loke anindito, Nathi loke anindito. Dạ, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, loke là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nin là trường âm
Đí là đoạn âm, tô là trường âm thường. Dạ, như vậy trong câu này chỉ có hai loại trường âm thưa thầy. Trường âm nhấn có nát, ninh. Trường âm thông thường có lô, kê, tô là ba. Dạ, còn đoạn âm thì có thí, á, đí và ba đoạn âm. Dạ, con đã phân tích xong. Con có sai, xin Ngài sửa lại giùm con ạ. Con xin dâng bích lại cho Ngài. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Sa thú, xin niệm tư. Một điều mà chúng tôi rất là hoan nghỉ và khâm phục quý vị. Bước chân vô trong cái room này là mời lên liền, choáng váng mặt mày luôn. Nhiều khi thấy một hàng chữ đen thui hoặc là đi một cách dài thòng lọn vậy là quý vị thấy cũng tối mặt tối mày rồi. Nhưng mà lên phân tích đã, quý vị thấy rất là bình tĩnh, căn bản của quý vị tuyệt vời. Cho nên quý vị tự đứng trên đôi chân của mình, cho nên một cái sự vươn lên, một cái sự vượt lên chính mình, quý vị đã thành công. Chúng tôi rất là hoan hỷ. Và câu số 6 này xét niệm từ phân tích không có chỗ nào sai, không có chỗ nào sai. Sa thú. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu số 5, câu số 6 ha. Bi ta pha niềm bi nền đàn tí nát thi lô kê an ninh đi tổ. Bi ta pha niềm bi nền đàn tí nát thi lô kê an ninh đi tổ. Bi ta pha niềm bi nền đàn tí nát thi lô kê an ninh đi tổ. Rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong ha. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Câu này là một câu khó đọc, nó tới 6 câu, cho nên quý vị đọc dùng cái từ mệt nghĩ. Nhưng mà mệt nghĩ ở đây tức là quý vị phải dừng lại nó trường âm ha. Hai câu đi liền với nhau á. Câu số 1, câu số 2, bởi vì câu số 2 ở phía sau nó là đoạn âm. Đoạn âm cho nên quý vị hai câu không thể dừng được mà đọc liền tù tì với nhau. Cho tới khi nào mệt thì quý vị dừng lại nơi trường âm mà nghĩ ha. Có tiếng gái chim kêu, ở đây sống với thiên nhiên, bồ câu ha, gà ha, rồi chó ha, tùm lum à, mệt quá, thôi học đi. Rồi bây giờ quý vị chú ý ha, đọc từ từ ha. Bồ ra na mê tăng a tu la nê tăng a cha ta na mi wa nin dan ti tun hi ma si nang nin dan ti ba hu pa ni nang mi ta pa nim pi nin dan ti na ti lo ke a nin di to. Bồ ra na mê tăng a tu la nê tăng a cha ta na mi wa nin dan ti tôn hi ma si năng nền đần ti bồ hữu pha ni năng mi ta pha niệm bi nền đần ti nát ti lô kê an nền đi tổ. Cách đọc nữa là quý vị không thể đọc một hơi mà có thể chia làm hai ha. Bồ ra na mê tăng a tu la nê tăng a cha na mi wa nền đần ti ba a tôn hi ma si năng nền đần thì bá hữu pha ni đằng mi tao pha niệm với nền đần thì nát thì lộ kệ nền đi tổ. Quý vị có thể chia làm hai, tức là đọc một lần ba câu thì tương đối nó dễ hơn ha. Bồ ra na mê tăng a tu la nê tăng a cha ta na mi wa nền đần thì tùn hi ma si năng nền đàn ti bá hữu pha ni năng mi ta pha niệm bi nền đàn ti na kệ an nền đi tô. Quý vị thấy cũng hơi khó đọc ha. Cố gắng, bởi vì đây không phải là tiếng mẹ đẻ của chúng ta, nhưng mà nhiều khi tiếng Việt chúng ta đọc cũng phải bóp nữa chứ đừng có nói tiếng Bali.
Nhưng mà vinh hạnh chúng ta được những lời của Đức Phật à, rồi cái tiếng này là tiếng của chư Phật, cho nên cố lên. À, mình chào Sĩ Thanh Thủy đi học kể Pô ra nắp mê tăng át tu la nê tăng át chá tá nà mi quá nền đàn tí tùn hi ma si năng nền đàn tí bá hú phà ni năng mi ta phà niềm bí nền đàn tí nát tí lô kê á nền đi tô át tu la nên biết. Xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chê nói nhiều, bị người chê nói vừa phải, bị chê làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Đời bây giờ xin mời quý vị tìm được ở đời này người không bị chê ha. Rồi đọc đi. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Trời ơi, Đức Phật còn bị chê nữa, làm sao mà tìm ra cái người mà không bị chê? Không phải là mấy người mà chê, nói nhiều, nói ít, nói không nhiều, ngồi yên gì cũng bị chê, là tại vì do cái lòng của con người, lúc dày lúc khác họ không có chuẩn, họ không có một cái điều tiêu chuẩn, họ để chính xác mà đánh giá hơn phê bình người, họ thay đổi giống như cái tâm của họ vậy. Nhảy lên nhảy xuống làm sao mà tìm được. Đức Phật còn tìm không ra, con đâu có tìm ra được đâu sư. Con bó toàn thân đấy sư. Thôi bây giờ con trả bài đi. Cảm ơn. Cảm ơn cô Như Quang Cần hay Như Quang Căng đó. Mê Tà Dung Nguyễn Sa Thú Sa Thú. Không phải phải Xúc Khá Đúc Khá cho biết tín hiệu. Dạ thôi để con đọc. Nói nhiều cũng bị la thấy chưa, nói ít cũng bị la, ngồi im tin đít cũng bị la nữa, không sao mà không bị la hết, tại do cái lòng người người ta sư ơi. Thôi bỏ qua đi, kệ họ nói gì kệ, mình làm thôi, ok thôi sư ơi. Thôi giờ con đọc đi. Để thấm giọng. Phô ra nó mê tăng át tu lá nê tăng áp chá tá nà mi quá nình đằng tí tùng hí mà xì nằng nình đằng tí bao hú phà ni nằng mi tá phà niềm phí nằng đằng tí nát tí lô kê á nình tí tô. Phô ra nó mê tăng át tu lá nê tăng áp chá tá nà mi quá nình đằng tí tùng hí mà xì nằng nình đằng tí bao hú phà ni nằng ní tá phà niệm phi nình đằng tí nát tí lô kệ an nình tí tô. Phô ra nam mê tăng a tu la nề tăng áp cha ta na bí quá. Đây con lọc lại, con vừa nghĩ một điều con mắc cười quá, con sẽ nói sao. Phô ra nam mê tăng a tu la nề tăng áp cha na mà mi quá nình đằng tí tùng hi mà xì nằng nình đằng tí bao hú phà ní nằng ní tá phà niềm phí nặng đằng tí nát tí lô kệ an ninh tí tô. Đọc thêm lần nữa tôi dấp nè. Phô ra nó mê tăng á tu lá nề tăng áp chá tá mạ ní vá ní đình đằng tí tùng tí tùng. Hết hơi rồi. Phô ra nó mê tăng á tu lá nề tăng áp chá ná mạ mi quá nặng đằng tí tùng hí mà xì nặng nình đằng tí bao hú phà ni nặng mi tá phà niềm phí nặng phí nình đằng tí nát tí lộ kề á nình tí tô. Kỳ này con dò bài 2-3 lần không giống như lần trước. Con dò, con liếc qua liếc lại, con kể nó, con đọc, con viết chữ chữ L thành chữ H thành chữ L. Con đọc sai rồi, nhờ sư nhắc con đọc sai, con mới biết, con mới sửa lại, còn thôi để vậy xài luôn đó. Con cảm ơn sư nha sư. Atula nên biết, xưa vậy nay cũng vậy. Ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê, thật khó tìm ở đời. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Còn xin trả máy lại ạ. Alo. Alo. Dạ, cảm ơn cô Kim. Con cùng cô Như Quang cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Con kính đảnh lễ Thượng tọa Trí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 227. Pu ja na me tăng a tu la me ne tăng a chát tan la mi wa nin dan ti tun hi ma si nang nin dan ti ba hu pha ni nang ni ta pha nim pi nin dan ti na thi nu ke a nin ti to Pu ja na me tăng a tu la nề tăng át cha ta na mi quá nìn đàn ti tùn hi mà si nàng nìn đàn ti ba hú pha ni nàng mi mi ta pha nìm pi mi nìn đàn ti na thi nô kề a nìn đi tô bồ già na mề tăng át A tu na ne tang at cha ta na mi wa nin dan ti tun hi ma si nang nin dan ti ba hu fa ni nang ni ta fa nim pi nin dan ti na thi no ke a nin di to po ja na me tang at tú na mê nê tăng át chát ta na mi quá nìn đàn tí tùn hi na si nàng nìn đàn tí ba hú phà ni nàng ni ta phà nìm pi nìn đàn tí nát thi nô kề a nìn đi tô phổ già na mê tăng át tú na nê tăng át chát ta Na mi quá nìn đàn ti tùn hi ma si nàng nìn đàn ti ba hú phà ni nàng ni mi ta phà nìm pi nìn đàn ti nát thi nô kề a nìn đi tô a tu na nên biết xưa vậy nay cũng vậy ngồi im bị người chê nói nhiều bị người chê nói bừa phải bị chê làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong, giờ con kính mời bàn tay của quý cô chú kế tiếp. Dạ, con kính cảm ơn cô Như Quang. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang cho biết tín hiệu. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 227. Bồ Rà Na Mề Tăng Á Tú Lá Nề Tăng Cha ta na mi wa nin dan ti tun hi ma si nang nin dan ti ba hu pha ni nang mi ta pha nim bi nin dan ti nat thi lo ke a nin di to bo ra na me tang a tu la ne tang a cha ta Cha ta na mi wa nin dan ti tun hi ma si nang nin dan ti ba hu pha ni nang mi ta pha nim bi nin dan ti nat thi lo ke an nin di to bo ra na me tang a tu la ne tang a cha ta na mi wa nin dan ti tun hi ma Si năng, nình đàn tí bá hú phà ni năng, mi tá phà niềm mi nình đàn tí nát thí lô kề á nình đi tô. Á tu la, nên biết, xưa vậy, nay cũng vậy ngồi im bị người chê. Nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê,
làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Và con cũng xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Nên biết, này Atula, đời này cũng vậy, đời qua khác gì, ngồi im là bị chúng nghi, nói nhiều liền bị chúng khi lắm lời, nói vừa cũng bị chê cười, nói ít vẫn bị miệng người thế gian. Dạ, con xin trả máy lại cho đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sân Kha Dạ. Một lần nữa, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong room, trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ quý cô tư nữ và con kính chào đạo tràng. Cảm ơn Sít Mê Ta, cảm ơn Sít Như Hoàng. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú số 227. Cảm ơn Sít Như Hoàng đã đưa bài đó nè. Bồ Ra Na Nề Tăng A Tu La Nề Tăng Ác Cha Ta Na Mi Wa Nìn Đành Ti Tùn Hi Ma Si Năng Nìn Đành Ti Bao Phà Ni Năng Mi Ta Phà Niềm Bi Nìn Đành Ti Na Thi Lô Kê A Nìn Đi Tô. Bồ Ra Na Nề Tăng A Tu La Nề Tăng Chatana miwa nindan titun hisma sinang nindan ti bahu fa ninang mita fa nim bi nindan ti nat ti lo ke anim dito. Bo ra na me tang atula ne tang ak chatana miwa nindan titun hima sinang nindan ti bahu fa ninang mita pha niềm bi niềm danh đành ti nát thi lô kê an niềm đi tô. Dạ, con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Tuệ Thượng Thích Minh Châu ạ. Atula nên biết, xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Bồ ra na mê tăng a tu la nê tăng ác cha ta na mi wa nin đành ti tùng hi ma si năng nin đành ti ba hu pha ni năng mi ta pha niềm bi nin đành ti na thi lô kê a nin đi. Dạ, con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Nên biết này Atula, đời này cũng vậy, đời qua khác gì, ngồi im là bị chúng nghi, nói nhiều liền bị chúng khi lắm lời, nói vừa cũng bị chê cười, nói ít vẫn bị miệng người thế gian. Dạ, con đã trả bài xong, con có sai xin Ngài sửa lại giùm con ạ. Dạ, con từ xin nhân mít lại cho đạo tràng, cho các vị lên trả bài tiếp ạ. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Alo, 123, 123. Câu Phật ngôn này khó đọc quá. Nhưng mà quý vị đại giang đọc như vậy cũng rất chuẩn rồi. Sa thú, sa thú. Câu Phật ngôn này qua giọng kệ thì tương đối dễ hơn là giọng kinh ha. Bây giờ chúng tôi ôn lại và đi qua giọng kệ. Vô ra nắp mê tăng á tu lạc đề tăng ách mát na mi quá nền đàn tí tuần hi ma si năng nền đàn tí bá hú phà ni năng bí đạo phà niệm bí nền đàn tí ná thí lô kề an nền đi tổ bố ra nam mê tăng a tu la nê tăng a cha ta na mi quá nền đàn tí tuần hi ma si năng nên đàn ti ba phù phan ni năng mít ta phan niệm bi nên đàn ti năng thi lô kê a nên đi tổ bồ ra nam mê tăng a tu la nê tăng a cha na na mi wa nên đàn ti tôn hê ma si năng nên đàn ti bảo hộ phan ni năng mi ta phan niệm bi nên đàn ti năng thi lô kê an nên đi tổ phổ ra nam mê tăng a tu la nê tăng a cha ta na mi wa nên đàn ti tôn hi ma si năng nên đàn ti bảo hộ phan ni năng mi ta phan niệm bi năn nên đàn ti na ti lô kê a nên đi tổ. Đây là một câu tám từ, chúng ta chia làm hai và cái âm điệu như vậy chúng ta đọc một lần hai câu. Thì với cái thể kệ tương đối nó dễ hơn là chúng đọc theo dụng kinh. Dụng kinh thì trường âm đoạn âm, còn kệ là một cái âm giọng mà tùy theo hơi của mỗi người. Rồi bây giờ vị nào đại diện đi, một hai vị gì lên kệ thế rồi chúng ta thông qua và đi vào duyên sự. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Dạ, con kính lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng, con kính lễ quý bà với cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng, và con cũng xin kệ câu Pháp Cú 227 ạ. Bồ ra na mê tăng a tu la nê tăng ách cha ta na mi wa nên đàn ti tôn hi ma si năng nên đàn ti ba hô pha ni năng mi ta pha niệm bi nên đàn ti na ti lô kê a nên đi tổ mô ra na mê ta tăng a tu la nê tăng ách cha ta na mi wa nên đa ti tuôn ya si nào nên đàn ti ba hu pha ni nàng mi ta pha niệm bi nên đàn ti na ti lô kê nên đi tổ Atula nên biết xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Nên biết này, và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nên biết này Atula, đời này cũng vậy, đời qua khác gì, ngồi im là bị chúng nghi, nói nhiều liền bị chúng khi lắm lời, nói vừa cũng bị chê cười,
nói ít vẫn bị miệng người thế gian. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin trả máy lại cho người kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, con kính lễ với cô Tôn Nữ, và kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Sít Ni Quang, Sít Ni Ta, không có hai kệ, nhân từ xin kệ để cho để có giọng. Dạ, để con kệ câu số 227. Thổ ra ma ni tăng a tu la ne tăng ác cha ta na mi wa nên đan ti tun hi ma si năng nên đan ti ba hu pha ni năng bi ta pha ni bi nên đan ti na ti lo ke a nên đi to a tu la nên biết xưa vậy, nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê, thật có tìm ở đời. Bồ ra na mi tăng na tu la ne tăng ác cha ta na mi wa nên đăng ti tung hi ma si năng nên đăng ti ba hu pha ni năng mi ta pha ni bi nên đăng ti na ti lo ke a nin di to. Nên biết này Atula, đời này cũng vậy, đời qua khác gì, ngồi im là bị chúng nghi, nói nhiều liền bị chúng khi lắm rỡ lời, nói vừa cũng bị chê cười, nói ít vẫn bị miệng người thế gian. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong. Dạ, xin gửi mic lại cho Đạo Tràng, xin mời Đạo Tràng lên kể tiếp. Dạ, cảm ơn Sít Ni Ta nghe niềm tự kể. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Sa tu Sít Ni Ta, Sít Niệm Từ đã đại diện cho Đạo Tràng. Và ta giọng kệ của quý vị cũng rất là tuyệt vời ha. Giọng kinh cũng hay mà giọng kệ cũng hay nữa. Thôi thì bây giờ chúng ta nghe dương sự ha. Câu Phật ngôn 227 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, Chê Ta Quỳnh Á, đề cập đến một cận sĩ nam tên là Atula. Cận sĩ nam này có một hội chúng là 500 người, tức là vị cận sĩ nam này cũng có uy tín, cũng có đức phước quá khứ. Khi mà làm phước thì kêu gọi người ta hùng vô, chung vốn với vô với nhau, cho nên cái hội chúng của ông ta bây giờ là 500 thiện nam. Đó là khi ông ta đi đâu, ông là người hướng dẫn, là một vị cha, là một vị thầy của 500 người đó. Thì ông cận sĩ nam Atula này ở trong thành Sa Vệ cầm đầu một nhóm 500 thiện nam khác. Một hôm ông ta dẫn cái đoàn tùy tùng của mình đi vào chùa nghe pháp, muốn nghe Ngài Rê Quá Tá thuyết pháp. Mà quý vị biết Ngài Rê Quá Tá là một cái vị thánh ha. Em của Ngài Xá Lợi Phất đi tu tuổi còn trẻ và vô trong cái rừng Sim Gai đó tu 3 tháng chứng đắc thánh quả là 2. Và chính Ngài Rê Quá Tá này
được vinh danh, được vinh hạnh là Đức Phật. Rồi ngài cái Diếp, ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất và 80 vị đại đệ tử đến viếng trong cái rừng Sim Ngài, mà chúng ta đã từng học qua câu chuyện của ngài Devata ha. Thì ông Cận Sĩ Nam Atula này muốn đến nghe pháp nên ngài Devata, ông đến đến lễ ngài rồi ngồi xuống chờ đợi. Nhưng mà ngài Devata giữ cái hành độc cư nhàn tịnh, thỏa thích ở nơi thanh vắng một mình, giống như một con sư tử chúa. Bởi như thế cho nên ngài chẳng thuyết pháp gì đến thiền nam Atula và 500 người tùy tùng. Cặp sĩ nam Atula này nổi giận đứng dậy và nói rằng: ô sư này không có gì để mà thuyết, tức là không biết cái pháp là cái gì. Rồi ông ta nổi sân lên, đi đến tìm ngài Xá Lợi Phất. Khi đứng nép qua một bên, sau khi đánh lễ ngài, thì ngài Xá Lợi Phất hỏi: này Cận Sĩ Nam, ông đến đây với ý định gì? Bạch ngài, con đưa những vị thần nam này đi đến nghe pháp và dẫn gặp ngài Devata, nhưng mà vì ấy chẳng có gì để mà thuyết cho con nghe, cho nên con nổi giận bỏ đi đến gặp ngài đây. Xin ngài hãy thuyết pháp cho chúng con nghe. Nếu vậy thì các người hãy ngồi xuống lắng tâm nghe pháp. Ngài Sariputta thuyết về ví dụ pháp. Cần sự nam Atula mới suy nghĩ rằng: ồ, ví dụ pháp rất là sâu xa tế nhị, thế mà ngài đã giải thích một cách dài dòng, nào có lợi ích gì cho chúng ta đâu. Và tâm ông ta phát sinh lên sự sân hận, mới dẫn đoàn tùy tùng đi tìm đến ngài Ananda. Ngài Ananda thấy mới hỏi rằng: cái gì vậy? Này các ông thiền nam, đi đâu đông thế? Bạch ngài, chúng con đã tìm đến ngài Devata nghe pháp, nhưng mà chẳng nghe được lời nào. Chúng con đi tìm đến ngài Sariputta, ngài đã thuyết quá nhiều về ví dụ pháp. Pháp này rất là vi tế sâu xa, có gì cho chúng con đâu. Cho nên chúng con bỏ ngài Sariputta đi đến đây. Bạch ngài, xin ngài hoan hỷ thuyết pháp cho chúng con nghe đi. Nếu vậy thì các người hãy ngồi xuống đây để mà nghe pháp. Ngài Ananda thuyết lên những cái thời pháp ngắn, nhưng mà giải thích một cách rành mạch cho hội chúng dễ hiểu. Nhưng mà họ cũng không hài lòng, bỏ ngài Ananda tìm đến bậc đạo sư. Đánh lễ ngài xong, ngồi qua một bên, Đức Phật mới phán hỏi: này các cận sự nam, các người vì sao mà đến đây? Bên ngài, chúng con muốn nghe pháp, nhưng mà các người đã được nghe rồi mà. Bạch ngài, ban đầu thì chúng con đến ngài Devata, nhưng mà ngài chẳng thuyết gì hết. Dẫn ngài, cho nên chúng con tìm đến ngài Sariputta, thì ngài đã thuyết về ví dụ pháp, chúng con nghe không có hiểu. Chúng con tìm đến ngài Ananda, nhưng mà ngài lại thuyết cho chúng con nghe một cái thời pháp quá ngắn ngủi, chúng con đã bất mãn, cho nên rủ nhau đi đến đây. Này Atula, từ xưa đến giờ con người vẫn có cái thói quen chê trách kẻ lặng thinh, kẻ nói nhiều và kẻ ít nói như vậy rồi. Không một ai là khỏi bị chê trách hoặc là khỏi bị khen ngợi. Dù là vua chúa đi nữa, vẫn có người chê trách và vẫn có người khen tặng. Cho đến địa đại, mặt trăng, mặt trời, hư không hoặc ngay là đấng chánh biến tri đang ngồi thuyết pháp giữa hội chúng, cũng có một số người chê và một số người khen. Sự chê và khen của kẻ ngu si thì không có giới hạn, nhưng mà với các bậc hiền trí, hàng thức giả thì chê đáng gọi là chê, khen đáng gọi là khen. Và Đức Phật
Ngài đã thuyết lên câu Phật hôn 227. Phô ra nam mê tăng a tu la nê tăng a cha ta na mi wa nin đa ti ma tôn hi ma si năng nin đa ti ba hu pa ni năng mi ta hoa. Cái này nó hiện lên là hết thời được ha. Tôi thông cảm. À, nó hiện lên một cái bảng nó che luôn cả hai cái màn hình. Rồi, bây giờ đọc lại ha. Purana me tang atula ne tang acchata na miwa nindati tun hi ma si nang nindan ti bahupa ni nang mitapa nimbi nindan ti na ti lo ke anindito. Atula nên biết xưa vậy này cũng vậy, ngồi im bị người chê nó nhiều, bị người chê nó vừa phải, bị chê làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Và khi Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn này thì 500 cận sĩ nam chứng đắc thân quả Tu Đà Phật. À, những người đi theo thì chứng đắc, mà mình hướng dẫn người ta thì chẳng có chứng đắc được cái gì hết. À, do cái tâm của cái người hướng dẫn viên, do cái tâm của Atula còn phóng hận, còn có cái vấn đề mà coi như là phiền não ngự trị, cho nên không được giống như 500 người cận sĩ nam đi theo ông ta. Với duyên sự này chúng ta thấy rằng nói nhiều nói ít hoặc làm thinh đều bị cười chê, chẳng vì tình đi gặp nhà vua hay Đức Phật, nhưng ông ngã mạn vẫn xem khinh, bèn thế dèm pha khó liệu lừa, kỳ khưu giới hạnh ráng tìm nương, gặp ai cao kiến nên cầu học, hành sáng như vàng Phật đáng dương, dắt dẫn người nghe pháp nhiều màu, sau lòng tự mãn cứ lâu mâu, 500 thính giả nhờ không giận, qua mặt A Cha chứng quả màu. Thì A Cha đây tức là Acariya, người hướng dẫn, mà người hướng dẫn chính là ông Atula. Và ông ta vì cái sự giận hờn, vì cái tâm không được thuần tịnh, không có niềm tin, khen chê đối với Ngài Rewata, một cái vị A-la-hán cũng khen không biết nói pháp, rồi Ngài Xá Lợi Phất cũng là một vị A-la-hán, Ngài thuyết về vi diệu pháp thì cái tâm bực bội, thứ gì mình dài quá vậy, nghe không vô được. Rồi gặp Ngài Ananda, Ngài Ananda thì thuyết lên tuần tự ngắn gọn xúc tích, nhưng mà sống sao cho vừa lòng người, ở động người cười, ở hẹp người chê. Thì như vậy chúng ta thấy cái người hướng dẫn cái tâm không tịnh tín, nhưng mà những cái người mà tùy tùng 500 người thiên nam đi theo ông ta đều chứng đắc thanh quả. Chúng ta thấy cũng như chính Đức Phật, Ngài thuyết cho 5 người cận sĩ nam nghe, nhưng mà trong đó chú ý để mà nghe chỉ có một người, còn 4 người kia, người thì đưa tay vẽ trên mặt đất, người thì ôm cây cột lắc lắc, còn người thì nhìn đến trời đếm sao, và người nữa thì ngủ gục. Tức là Đức Phật Ngài thuyết nhưng mà cứ khen hoài, cứ gục đầu hoài, nhưng mà đó là ngủ gục chứ không phải là tán đồng ha. Chỉ có một người chăm chú lắng nghe, và nhờ chăm chú lắng nghe như vậy mới chứng đắc được thanh quả. Ở đây cũng vậy, người hướng dẫn là Atula nhưng mà lại khen, lại chê, nói nhiều rồi không nói nó vừa phải, thì với cái tâm mà ta như so sánh ganh tị, cho nên ông ta là người A Cha, là người hướng dẫn, nhưng mà thật sự mình hướng dẫn người ta
nhưng mà cái tâm của mình không tốt. Thế rồi những cái người nghe lời nhưng họ có duyên lành trong quá khứ, thế rồi khi nghe Đức Phật thuyết pháp và chứng đắc thánh quả, mà riêng ông ta thì không có đắc được cái quả gì hết. Thì cũng giống như hồi nãy Sĩ Kim nói, ông Phật còn bị chê nữa. Nhưng vô tập đoàn Đức Phật còn vu khống ha, Đức Phật còn bị chửi bới ha, Đức Phật còn bị ám hại, nghĩa là để mà thật ra muốn giết để lên làm Phật ha. Rồi chính Đức Phật còn phải bị bệnh kiết lỵ thế này thế kia, nghĩa là hữu thân hữu khổ, vô thân khổ hà lao. Tức là chúng ta còn cái thân uổng này, chúng ta phải chấp nhận thường đau. Thôi xin phép quý vị ha, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Đây sức khỏe ăn được tốt, đây số mũi, rồi có những cái triệu chứng không được ổn, mong quý vị thông cảm. Với bài học ngày hôm nay cho chúng ta hiểu là sống ở trên đời rất là khó, bởi vì vừa lòng người ta sống lòng điều rất là khó, cho nên chúng ta phải biết trong cái phần của mình, trong cái khả năng của mình làm được cái gì thì cứ làm, và nên tri túc, nên ghi nhớ về biết mình để khỏi phạm những lỗi lầm. Xin chư tiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quá, rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin hoa lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và sinh văn kính chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ, vương Phật giáo Nam Truyền, được an lành tịnh lạc. Ê tê nà sa chà quá chê nạ sô thị vô, hô tụ tập bạc đà. Do lời chân thật này, chính nhân vội phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Và sau đây là một bài kinh tán dương ơn Đức Phật, vừa tiếng Pali mà vừa nghĩa của người Khmer. Đó là cái bài Nam Mô, quý vị nghe để thấy rằng người ta đọc Pali xong đọc phần tiếng Việt, phần tiếng nước của Campuchia, nhưng mà cái giọng đọc rất là hay. Cái bài Nam Mô chắc quý vị đã thuộc rồi ha. Yeah.